Tiếp tục những tin tức drama trong chuyên mục 108 vừa rồi, Duy Khánh xin được mời tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục 101. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người mẫu Thùy Trâm, một cô gái nhỏ nhắn nhưng với nội lực thì vô cùng mạnh mẽ. Hãy lắng nghe cô ấy nói gì sau khi kết thúc chặng đường tại chương trình Người mẫu Việt Nam 2017 các bạn nha. Xin chào khán giả của Showbiz 101, mình là Thùy Trâm. Khi mà rời chương trình thì Trâm đã mất 3 ngày nằm trong phòng. Cái cảm giác mà 3 tập đầu tiên được khán giả yêu thích và bắt đầu từ tập 4, Trâm bắt đầu bị dư luận và cảm thấy mình bị tụt dốc về tinh thần. Trâm chỉ nằm trong phòng, không phải là mình quá ủ rũ nhưng mà Trâm dành thời gian đó để suy nghĩ ra cái vấn đề mình đã sai ở đâu và mình cần phải chấp nhận bản thân mình mắc lỗi như thế nào. Sau khi rời khỏi nhà chung thì Trâm đã quay lại cái công việc hàng ngày. Trâm bắt đầu nhận công việc và dường như vẫn còn phải cố gắng một cái thời gian nữa thì mới có thể thích nghi được. Tại vì tinh thần của Trâm vẫn còn khá sốc. Trâm ở chương trình chỉ mới có 5 tập. Tất cả những tập đó, những thử thách đó hoàn toàn Trâm cảm thấy đối với Trâm, Trâm có thể vượt qua được. Vì dường như là tất cả mọi thử thách, tất cả những cái vấn đề mà chương trình đưa ra Trâm, Trâm đều rất là nghiêm túc để thực hiện. Thì đối với Trâm không thử thách nào là khó cả. Chỉ là Trâm thấy cảm giác phần thử thách mà chụp hình với đôi cà kheo, đó là phần thử thách mà Trâm cảm nhận rằng mình chưa làm hết sức bản thân mình. Cảm giác như là mọi thứ trôi qua rất là nhẹ nhàng và nhàm chán. Khi mà Trâm tham gia tới tập 5 thì tinh thần của mình vẫn còn sức chiến đấu rất là cao và Trâm nghĩ rằng mình sẽ đi rất là sâu với cái năng lực của bản thân mình. Nhưng mà khi mà mình bước vào trong cái tốt nguy hiểm của tập 5 ấy thì đã là một cái vấn đề mà khiến Trâm rất là không tin rồi. Cho đến khi mà Trâm nghe được cái tin tức là mình bị loại thì Trâm đứng đằng người ra và không biết là mình đang lắng nghe cái gì nữa và tại sao mình phải ra về, trong khi tấm hình mình không phải là tấm hình xấu nhất. Tất cả các thí sinh đều được có phần nhận xét của giám khảo nhưng thì Trâm lại không có. Thì Trâm xung phong giơ tay nói ban giám khảo rằng hãy cho những lời nhận xét đối với Trâm. Thì lúc đó chị Trương Ngọc Ánh đã đưa ra những lời nhận xét rằng ngày hôm đó Trâm làm không tốt, góc mặt và cơ thể không được tốt cho lắm. Vì bản thân Trâm cũng biết được rằng là nếu mà chụp ở góc đó thì Trâm gặp bất lợi rất là nhiều. Với một người mà tính cách tăng động như Trâm thì những cái dáng đó đã nằm trong suy nghĩ của Trâm lâu rồi. Tại vì Trâm cũng đã từng chụp một lần kiểu như vậy ở một chương trình khác. Vì thế Trâm rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình sẽ chụp như thế nào. Nhưng mà không hiểu sao cho đến khi chụp thì anh Nam Trung có nhắc nhở rằng là không nên chụp thế như vậy nên Trâm đã không làm. Cái vấn đề mà người ta nhìn nhận rằng Trâm và Hồng Anh có cái năng lực bằng nhau và phải ra về cùng một lúc thì đó là sai lầm. Trâm có thể tự tin và có thể khẳng định được rằng Trâm có năng lực nhiều hơn đến mức mà mình phải không chấp nhận được cái việc mình phải ra về như vậy. Nếu như mà đã có cái việc mà đưa người mới vào thi chung và chắc chắn sẽ khẳng định được rằng người xếp sẽ bị loại. Giá như mà dành hai cơ hội đó cho những thí sinh mà đã thi từ mùa trước và có năng lực hơn thì cuộc chiến nó sẽ gay gắt và gay cấn hơn. Ngay từ khi mà bước vào nhà chung thì tôi đã chơi với Điềm Sang rồi chứ không phải đợi đến khi mà mọi người nói tôi ăn theo như lời chị Trà My nói thì mọi việc mới bị mọi người nói là tôi hùa theo Tim Sang, áp đảo Tim Ảo thì đó là vấn đề sai sự thật. Cái việc mà chị Trà My nói rằng Trâm hùa theo Tim Sang và tát nước theo mưa thì đó là vấn đề chị Trà My công kích Trâm thêm một lần nữa. Và cái việc mà Trâm không chơi với Tim Ảo hoặc là Trâm chơi với Tim Sang thì đó là cái quyền của Trâm. Và Trâm khẳng định một điều rằng là Trâm chơi với Tim Sang từ đầu chứ không phải là đến tập nào đó mới chơi. Và
phải kể thêm một lần nữa, đó là khi mà Trâm được làm thủ lĩnh của tập đầu tiên thì bên team ảo có nói chuyện với Trâm nhiều hơn và có vẻ như là động thái muốn nạp Trâm vào trong team của họ, nhưng mà thật sự Trâm không thích. Chơi với bạn thì phải hiểu tính bạn. Trâm chơi với team sang, Trâm hiểu được tính cách của họ như thế nào, Trâm thích tính cách tích cực của họ, nhưng về vấn đề người ta thể hiện như thế nào ra sao thì Trâm không muốn nhận xét, vì mình sẽ cố gắng không để bị lẫn vào cái vấn đề mà thể hiện bản thân mình thái quá. Ban đầu khi bước vào chương trình, Trâm muốn mình ở thế trung lập nhất. Tại sao khi mà tức giận lên và khi mà mình không thể kìm được cái cảm xúc khi mà nhìn vẻ mặt của những người đó đang chèn ép người khác thì cái tính cách của mình lại bộc phát và mình phải đối đáp lại, mình không thể nào kiềm chế được cái cơn tức giận lúc đó. Chị Hợp nói rằng Trâm vứt bánh mì đi và không cho người khác thì đó là vấn đề thiếu nhân văn. Khi mà chị Hợp vào trong phòng thủ lĩnh và muốn đưa team sang ra khỏi phòng thì chị Hợp lại dùng hành động là vứt đồ ăn đi, trong khi những cái đồ ăn đó nó còn rất là mới, nhưng tại sao lại vứt ra ngoài như vậy? Thì Trâm nghĩ rằng nó sẽ nặng nề hơn là thiếu nhân văn nữa. Đầu tiên là cái bịch đồ trang điểm của Hồng Xuân, nó bị ném nhưng mà nó bị chật tay nên đập thẳng vào mặt của anh quay phim, và tôi thấy Hợp không có một cái gì là biết xin lỗi hay là nhận thức được cái vấn đề sai của mình nữa. Đặc biệt là cái cảnh tượng mà chị Hợp ném quyển sách vào mặt Hồng Xuân thì làm cho mũi Hồng Xuân bị bầm và lệch. Chương trình đã đưa Hồng Xuân đi khám nhưng mà tôi nghĩ rằng là Hồng Xuân vẫn cần phải được chữa trị. Trâm nghĩ rằng cái việc mà Hồng Xuân ra về không phải là vì vấn đề mà Hồng Xuân bị chấn thương ở mũi. Ở chương trình này, người thiếu năng lực thì sẽ ra về thôi. Chắc là ở trong suy nghĩ mỗi chị ở chương trình này, người ta đều biết được rằng không có drama thì sẽ không đi sâu được. Nên mọi người đang cố gắng làm nổi bật bản thân mình lên. Trâm đã có một hành động nghĩ rằng mình không nên làm, thì đó là hành động mà Trâm đã cảm thấy rất là bất bình trước cái việc mà chị Nguyễn Hợp là thủ lĩnh nhà chung. Vì thế nên khi mà Trâm không phục cái chiến thắng của chị Nguyễn Hợp, Trâm đã kiểu là vậy. Ôi, thì Trâm nghĩ người thông minh và khôn ngoan nhất là chị Trà My. Trâm nhận biết được điều đó và cảm thấy là chị Trà My hay rất là đưa ra những tình huống và kích chị Hợp để có thể chị Hợp là người rất là dễ bộc lộ cảm xúc. So với hai người còn lại thì chị Hợp sẽ là người luôn đứng ra để mà mâu thuẫn với team sang. Trâm nghĩ thì chị Nguyễn Hợp không xấu, chỉ là chị Nguyễn Hợp cũng có cảm xúc rất là mạnh và hay bộc lộ nó ra thôi. Ngoài ra thì còn chị Đại Thanh Hương là một người tỏ ra mình thông minh nhưng mà cũng không thông minh cho lắm. Thì đấy là cũng hay, rất là thể hiện bản thân mình với mọi người. Nói cũng rất là nhiều, thể hiện cũng rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là ba người đó chơi với nhau rất là hợp. No! Bỏ đi nhá. Vì The Face rất là bánh bèo. Và Trâm không thích bánh bèo. Vì sao Trâm đến với Vietnam Next Top Model? Vì Trâm thích những thách ở Vietnam Next Top Model. Ở đó rất là gầy gò, rất là khốc liệt. Phải suy nghĩ kỹ và suy xét tất cả mọi mặt thì Trâm nghĩ rằng chị Kim Dung sẽ là quán quân năm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thì Trâm chia sẻ và mong các bạn sẽ ủng hộ Trâm trong những dự định sắp tới nhé. Bye!